người nhá, hôm nay em tiếp tục xên dừa nhá. Hôm nay sẽ có dừa màu trắng mọi người nhá, nguyên bản là màu trắng này. Hôm qua em xên được màu nếp cẩm rồi, hôm nay em xên tiếp màu trắng nhá. Được sự góp ý của mọi người thì hôm nay em thái cái dừa này, em đã thái to một tí nhá. Thái to một tí thì nó sẽ không bị vụn ấy, thì nhìn nó sẽ đẹp hơn này mọi người, nhìn này. Nó dài hơn nhá, nó dài hơn mà lên dừa nhìn nó thoáng, dừa thì nó đẹp lắm mọi người ạ. Hôm trước mẹ đầu tiên là do mình thái nó hơi nhỏ nhỏ một tí, nó hơi mỏng nên là có thể là đảo nhiều nó sẽ bị dễ. Này này, hôm nay em rút kinh nghiệm là em thái dày hơn mọi người, nhìn này. Mọi người nhìn cái chảo dừa của em này, nhìn nó rất tơi nhá, rõ miếng rất đẹp, nó không bị vụn nữa. Mọi người ơi, em xên dừa này, xên dừa nó không nhiều đường lắm đâu nhá, nó chỉ vừa phải thôi, vẫn nhìn thấy độ trong độ dẻo của dừa này, chứ đường nó không phấn hết ở ra ngoài đâu nhá. Đây là em xên mẻ thứ hai rồi, để em xên hai mẻ, em xên gì nhỉ, em xên hai chảo to như này rồi, kia đang hong ra một mẻ rồi, tại vì là nãy mà xên thì tầm 12 1 giờ ít người xem với các bác ngủ nên là em không live stream. Hôm nay em làm tầm hơn chục cân nhá mọi người nhá. Tối nay em làm tiếp một mẻ nữa này. Một mẻ nữa em đang làm bên này nhá mọi người nhá. Đây nha mọi người, một mẻ nữa đây ạ. Đây là em đang đun lên xong tí nữa em sẽ ngâm nhá. Mẻ này thì tối mới xên được cơ, ngâm xong bắt đầu còn ướp đường cơ. Đây. Nón rồi, nắm lại đây. Đây nha, đây là một mẻ lúc em mẻ này lúc em làm lúc mấy giờ nhỉ? Lúc 12 rưỡi đấy, 12 rưỡi bắt đầu làm đây. Một mẻ này là hơn 5 cân đấy nhá. Đây đã làm xong rồi nhá mọi người. Hơi chói. Đây là em đưa ra ngoài nắng này. Mọi người nhìn này, cái miếng dừa của em nhìn nó rất trong, đường nó không phấn hẳn ra ngoài đâu. Các bác trẻ con người già ăn rất là hợp lý nha, chị em mình phụ nữ thế ăn nó không bị ngọt quá. Phòng Ánh ơi, làm nửa cân ăn em ơi, 160.000 một cân, 80.000 nửa cân thôi. Ăn ngon lắm. Các bác nha, các bác phản hồi nên là hôm nay thái dừa nó dày hơn một tí nhá. Dày và dài hơn là khi mà mình xên lên nó không bị vỡ cái dừa ra, nó không bị vụn ấy này. Đây ạ. Chỗ này là gần chục cân rồi đấy nhá. Cái mẻ này là 12 rưỡi rồi em xên nhá, nhưng lúc đó các bác đang ngủ trưa hay là em không livestream được. Cô Thơ ơi, đang làm gì đấy? Đây nhá, đây là một mẻ rồi đấy nhá. Còn đây vừa hay xên xong cái mẻ này rồi. Nắng quá, chạy ra ngoài đi, nắng quá. Đây mẻ này là vừa xên xong đây ạ. Đây mọi người nhìn này. Đây nhá. Dừa nó không, em làm lượng đường nó chỉ vừa phải thôi, đường nó không phấn ra ngoài đâu, vẫn nhìn thấy độ trong của dừa nhá. Và tiếp tục đây là một mẻ nữa nhá, chục cân nữa này, đang đun rồi đây nè. Lát nữa rửa ráo nước là em ướp đường lên tận tối cơ, làm này lâu lắm, phải mất một ngày đấy. Đây tiếp tục một mẻ nữa nhá. Mẻ này thì mấy giờ xem? 8 giờ. Mẻ này thì tối nhá, 8 giờ ăn cơm xong mọi người lại lên like, lại lên Facebook của em xem livestream nhá. Đây ạ. Mẻ này đến tận bây giờ xong xuôi đâu đấy, ướp đường phải đến 8 giờ tối bắt đầu mới xên đường này. Bây giờ là 2 rưỡi, 8 giờ mới xên được nha mọi người nhá. Mẻ này 7 hay 8 cân đấy nhỉ. Tối nay làm màu gì đấy? Mọi người tối mọi người đoán xem livestream của em màu đậu biếc nhá. Màu đậu biếc rất chi là đẹp luôn. Màu đậu biếc nó xanh xanh kiểu như xanh xanh nước biển đấy. Xanh nước biển đấy, đẹp lắm. Đấy nhá. Đây nhá mọi người nhá. Tối 8 giờ em sẽ xên cái mẻ này nhá. Hôm nay mẻ này em vừa mới xên xong rồi đây ạ. Hôm nay em xên hơn chục cân màu trắng nhá. Bác nào ăn màu trắng thì inbox cho em nhá. Còn không thì màu trắng vẫn là chủ lực, những màu kia thì bọn em chỉ đệm vào thôi cho nó đẹp ý thôi. Đây mọi người nhá. Bác nào ăn mứt dừa thì inbox cho em nha. Em bán 160.000 một cân nha. Bá điện nước Dũng Thêu ơi, hôm qua bá bổ ship hay gì đấy? Cháu nhắn tin mà không thấy nhắn lại, chưa thấy bá đọc cái nào. Cái mẻ
tím tím cho vào rồi à? Đây là màu trắng mọi người nhá. Hôm nay em làm hơn chục cân màu trắng nhá. Nãy vừa ra quay cho mọi người kia ở ngoài kia. Đấy. Ngoài chỗ đấy nha, là em đã làm chỗ đấy chắc phải được 7 8 cân rồi đấy. Đây gần lên đây. Đây cái màu này là màu tối hôm qua em sên đây ạ mọi người ạ. Đây là màu tối hôm qua em sên, em chưa đóng một túi nhá. Tại vì là để xem là nó có hả ra không ấy. Đây rất ráo mọi người ạ, rất ráo này. Đường nó, lượng đường nó chỉ vừa phải thôi nhá. Đây mọi người nhìn nhá, đường nó không phải báo phấn ra ngoài đâu. Chị em mình ăn rất chi là hợp lý nhá. Trẻ con ăn cũng rất chi là ngon tại vì nó không bị ngọt sắc. Cái màu này toàn bộ là màu tự nhiên nhá. Màu này là màu của lá nếp cẩm này. Tối nay sẽ là màu của hoa đậu bước màu xanh. Và đây nguyên bản của nó đây là màu trắng nhá mọi người nhá. Các bác thì yêu món mứt dừa thì inbox cho em nhá. Và ngoài, ngoài kia chắc phải gần chục cân kia em đang phơi ngoài kia. Xên xong lại phơi, đây như mẻ này thế. Mẻ này xên xong bây giờ chuẩn bị em cho ra mâm em phơi nắng nhá. Tiếp tục mẻ này từ tối hôm qua đây mọi người ơi, mọi người. Mẻ này từ tối hôm qua mẹ em cứ để như thế này mà nó không hả được, nó không chảy đâu nhá. Đây, tối hôm qua bác ra xem lúc 9 giờ livestream của em đấy. Cái mẻ tối hôm qua đây này ạ. Cả một cái chảo đầy hôm qua đây. Nó xe xe khô khô đi nó được có cần này thôi. Mà để ngoài hoàn toàn nước không chảy nhá, đường nó không chảy ra nhá. Chiều nay chờ mẻ này, chắc phải tối nhỉ, là phải tối rồi đó. Chờ tối nay cái mẻ trắng này khô nhá thì bắt đầu em bắt đầu mới đóng nhá. Các bạn nào hôm qua em xem livestream của em mà có đặt hàng ấy thì tối nay bắt đầu em đóng hàng nhá. Mai mà bác nào gần thì tối nay em trả đơn luôn. Anh em nhìn này, cái màu nếp cẩm đẹp không? Nhìn vẫn nhìn thấy độ trong, độ dẻo của dừa nhá. Đây bắt đầu em bỏ ra nè. Cứ bỏ ra mẹ này để hong tí nha mọi người nha. Đây vào trong nồi. Mẹ này thì tận 8 giờ tối mới xên được cơ. Đây. Và đây là mẻ em xên lúc 12 rưỡi nha. Ní, ong. Ong mật. Đây nha, mẻ này đây ạ. Trước nay em xên được hai mẻ thì tất toàn bộ hai mẻ nó là màu trắng nha mọi người nhá. Tối bắt đầu mới xên màu. Ngon cực kỳ luôn. Rồi. Biết. Mẹ kia tiếp tục em mang ra đây em hong như này luôn nhá. Hấp ra ngoài tí nóng vào đây mát hẳn. Các bác ơi, bác nào yêu thích món mứt dừa thì inbox cho em nhá. Em sẽ làm liên tục, tối nay em sẽ làm một mẻ nữa. Tối nay sẽ làm màu hoa đậu biếc, màu xanh nước biển đấy ạ. Màu là toàn bộ em tự làm bằng lá cây và hoa quả nhá. Bán 160.000 một cân, em sẽ đóng túi zip nửa cân, một là 80.000 nửa cân. Em xin kết thúc livestream ở đây nhá. Các bác ăn mứt dừa non thì cứ inbox cho em nhá, em bán 160.000 trên một cân nhá. Đảm bảo với các bác là ngon tuyệt vời luôn. Chỗ này phải mấy chục cân đấy. Đúng rồi. Chiều nay hoặc tối nay em mới bắt đầu đóng gói nhá mọi người nhá. Đấy, bây giờ ngồi đây nhặt cái vụ này ăn này. Hôm nay hôm qua một số bác góp ý thì là em thái dày hơn, nhưng mà thái dày hơn thực ra rất chi là khó xên. Xên nó mà nó không khô được cái bên trong thì nó ướt, nó sẽ chảy nước ra. Nhưng mà đây, mẹ này hôm qua đã không chảy nước mọi người nhờ. Cũng thái dày hơn rồi đấy. Nhưng mà để cả đêm hôm qua không bao bọc gì đâu, cứ để như này thôi. Từ đêm hôm qua đến giờ nó vẫn khô doang, tháo nhá. Đây thái to nên là sẽ ít vụ, nhưng mà được bị cái là xên nó lâu hơn thôi, để cho nó khô hẳn vào bên trong á, không nó sẽ bị chảy nước lại như muối nhỉ. Ăn cái vụn. Mọi người em xin kết thúc livestream ở đây nhá. Tối nay 8 giờ em tiếp tục livestream tiếp nhá. Có đón xem livestream của em ở trên phê này. Tối em sẽ làm màu hoa đậu biếc nha, màu xanh đẹp cực kỳ luôn. Đây, tối nay sẽ xiên mẻ này nha mọi người nhá. Đây. Cái mẻ này ai giả bỏ á. Mẹ tối nay mới xiên được ạ. Em xin chào tất cả các bác nhá.